tạo video AI để giáo dục đó là một trong những cách mà chúng ta có thể ứng dụng AI vào giáo dục anh chị ví dụ như anh chị có thể sử dụng video AI chúng ta tạo ra những video dạy cho trẻ biết về lòng biết ơn hoặc là những bài học về cuộc sống anh chị đó là một trong những ứng dụng AI chúng ta có thể áp dụng vào việc giáo dục hoặc là dạy học ở trên các trường học anh chị trong video hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho anh chị cách để làm một video về bài học cuộc sống ví dụ như lòng biết ơn để mà chúng ta có thể ứng dụng vào cuộc sống ha chúng ta ứng dụng vào việc dạy học hoặc là chúng ta có thể sử dụng để chúng ta xây kênh hết chị. Trên con đường làng đầy bụi, một cậu bé bước đi với nụ cười hồn nhiên. Nhưng rồi giữa đường, chiếc dép bất ngờ bị đứt quai. May thay, một bác xe ôm dừng lại, sửa giúp đôi dép cho em. Đôi dép được sửa xong, bước chân em lại rộn ràng, ánh mắt em tràn ngập niềm vui. Chờ từ xa, em nhìn thấy một chiếc xe nước cam bị lọt xuống ổ gà. Không do dự, em chạy tới, cùng hai mẹ con gồng sức đẩy chiếc xe lên chiếc xe được cứu cô bé tặng em một ly nước cam mát lạnh với nụ cười rạng rỡ giữa cái nắng chói trang, ly nước cam trong tay em như chứa đựng cả một mùa hè của lòng biết ơn đầu tiên để chị làm được video như thế này chúng ta cần có một kịch bản ví dụ như mình sẽ yêu cầu chat GPT đó là cho mình một kịch bản lấy bối cảnh là Việt Nam con người Việt Nam câu chuyện về một lòng biết ơn ví dụ kịch bản này là một cậu bé tầm 10 tuổi đi nhận được sự giúp đỡ sau đó cậu ấy sẽ giúp đỡ lại người khác các phân cảnh sẽ có chi tiết ha mỗi cảnh thể hiện một ý nghĩa duy nhất và tổng thời lượng của video thì không quá một phút mình sẽ yêu cầu như vậy và chúng ta sẽ xem mình sẽ yêu cầu như vậy anh chị và ChatGPT cho mình cuộc kịch bản đó là đôi dép sửa lại ha cảnh một là một buổi trưa cậu bé tầm 10 tuổi nè đeo cặp sách đi bộ về nhà và dép bị đứt qua giữa đường anh chị cậu bé mới ngồi xuống lay hoay nhưng mà chưa biết cách sửa thì có một chú xe ôm khoảng 50 tuổi dừng lại giúp cho cậu bé sửa bằng một sợi dây thun ở trong cớp xe ra ha khi mà sửa xong thì cậu bé cảm ơn chú xe ôm ha và mang dép tiếp tục đi nè trên đường á thì cậu bé sẽ thấy là một cô bé đang phụ mẹ bán nước mía nè xe nước bị sụp sổ gà và chưa cách nào mà kéo lên được ha không suy nghĩ cậu lao đến cậu giúp cho đẩy xe nước mía lên anh chị thì anh chị sẽ thấy ha và cảnh thứ tư là cảnh mà người mẹ vui mừng nè có cô bé sẽ tạo trao cho cậu bé một cái ly nước mía và cảnh cuối cùng là cảnh mà cận cảnh về ly nước anh chị cậu bé cầm ly nước và cảm thấy hạnh phúc ha đây là một câu chuyện ngắn anh chị có ý nghĩa là khi mà cậu bé được sự giúp đỡ từ chú xe ôm khi mà đứt dép giữa đường thì cậu bé lại tiếp tục giúp đỡ cho mẹ con khi mà cô bán nước mía anh chị đẩy xe lên và cô bé mà bán nước mía đó tặng cho cậu bé một ly nước ha nó kiểu giống như là giúp đỡ qua lại với với nhau anh chị thì là một trong những kiểu mà anh chị có thể sử dụng để dạy cho bé về lòng biết ơn anh chị thì trong video hôm nay chúng ta sẽ làm theo kiểu như vậy khi mà anh chị có kịch bản rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu tạo ảnh ha mình sẽ tạo ảnh theo dạng 96 phong cách 3D Pisa phong cách 3D pizza này nè nếu mà anh chị chưa biết á, thì nó giống như một cái dạng hoạt hình mà chúng ta xem rất là thường xuyên anh chị đây là một trong những dạng như thế này nè anh chị có thể thấy ha thì phong cách này á, nó cũng khá là phổ biến để mà chúng ta có thể tạo ra những video hoạt hình ngoài ra anh chị cũng có thể làm dạng anime hoặc là anh chị cũng có thể làm nhiều dạng khác ha thì trong channel mình á, mình cũng đã hướng dẫn cho anh chị làm một số dạng khác đó rồi ha tiếp theo chúng ta sẽ yêu cầu chat cpt với là nhân vật ở trong đây phải được xuyên suốt nè phải so sánh các kịch bản để mà biết được ảnh nào có những nhân vật nào trang phục gương mặt hình dáng cụ thể để mà ChatGPT có thể tạo ảnh đồng nhất anh chị và nó sẽ bắt đầu tạo hình lần lượt những hình ảnh ha thì trong đây ChatGPT nó sẽ viết cho mình những cái phân cảnh anh chị ví dụ cảnh thứ nhất là cậu bé khoảng 10 tuổi nè áo sơ mi trắng quần xót xanh đeo ba lô nè và dép đứt qua một bên nè vẻ ngoài của cậu bé thì da sáng nè tóc đen hơi rối nè gương mặt thì dễ thương ánh mắt ngây thơ anh chị đây là những mô tả về nhân vật anh chị để chúng ta có thể biết và chúng ta có thể cố định nhân vật sau này và đây là câu rơm để chúng ta có thể sử dụng chúng ta tạo hình ảnh anh chị thì câu rơm này chúng ta sẽ lưu lại ha ở trong câu rơm này chúng ta một chút nữa mình sẽ hướng dẫn cho anh chị cách để chúng ta sử dụng câu rơm này vào việc gì ha tương tự cho ảnh thứ hai cũng vậy đó là ảnh và khi mà chú xe ôm nè giúp cậu bé nè thì cậu bé sẽ giữ nguyên như ảnh một nè là áo trắng là quần sọt xanh nè, ba lô và giáp bị đứt nè thêm vào đó là hình của chú xe ôm ha, chú xe ôm này thì khoảng 50 tuổi nè dáng người thì gầy da ngâm nè mặc áo mỏng màu xanh dương nè quần jean cũ nè và đội một cái nón bảo hiểm bạc màu hả anh chị đây là cái hành động của chú xe ôm nè và dưới đây chúng ta cũng sẽ có cái rơm của hình ảnh thứ hai chi tiết cho cái này thì tương tự như vậy á chúng ta sẽ có những hình ảnh khác ví dụ như hình ảnh mà về cái đoạn ổ gà đi thì cậu bé thấy cô bé và người mẹ đang lay hoay chưa biết cách nào để đẩy cái xe nước lên đó chị thì trong đây nó sẽ có mô tả về cô bé ví dụ như cô bé bao nhiêu tuổi là da như thế nào tóc mặc áo như thế nào một quần như thế nào ha người mẹ cũng vậy đây là những cái mô tả rất chi tiết anh chị và sau đó chúng ta cũng sẽ có phần rơm đấy khi mà chúng ta đã có tất cả những phần rơm như thế này rồi thì chúng ta chỉ cần yêu cầu chat CPT đó là bắt đầu tạo lần lượt cái ảnh anh chị để mà anh chị có thể sử dụng được tính năng tạo hình ảnh trong chat CPT thì chúng ta bắt buộc phải sử dụng chat CPT bản Plus anh chị còn nếu như chúng ta không có chat CPT Plus chat CPT Plus hiện tại là 20 đô một tháng ha, thì anh chị có thể sử dụng các công cụ AI tạo ảnh khác ví dụ như Midjourney hoặc là một số công cụ AI tạo ảnh khác miễn phí ví dụ như Leonardo AI cũng được anh chị có thể vào công cụ là leonardo.ai nè chúng ta đăng nhập một tài khoản chúng ta vào thì công cụ này hiện tại là miễn phí anh chị có thể sử dụng này còn nếu mà anh chị có ở trong ChatGPT Plus thì anh chị có thể tạo hình ảnh ngay trong ChatGPT Plus luôn ha giả sử nếu mà anh chị không có ChatGPT Plus anh chị sử dụng ở trong Leonardo thì anh chị chỉ cần copy cái đoạn rơm mà chúng ta đã có ở trên đó lúc nãy mình đã mô tả cho anh chị đó đây đoạn rơm dưới này chúng ta copy vào chúng ta bỏ cái phần mà 96 aspect ratio đi ha bởi vì cái phần này là phần mà mô tả của chatgpt để nó biết được là hình đó tỷ lệ là 96 thôi anh chị còn trong Leonardo thì anh chị có thể chọn 96 riêng ở đây chúng ta có thể chọn vào đâu một cách sầm nè chúng ta chọn vào mobile nè 96 ha ở đây và chúng ta dán cover rơm chúng ta vào ở đây anh chị sẽ thấy ha khi mà chúng ta dán cover vào chúng ta chọn vào tỷ lệ hình ảnh là 96 rồi đó. thì anh chị có thể bấm vào generate đây nè và nó sẽ tạo hình ảnh cho chúng ta ha đây cũng là một trong những công cụ mà anh chị có thể sử dụng ha để tạo ảnh ha đương nhiên là nếu như sử dụng chúng ta có chat CPT Plus thì chúng ta có thể tạo hình ảnh ngay trực tiếp ở trong luồng chat luôn anh chị thì nó sẽ đơn giản hơn khá là nhiều ha còn nếu không thì chúng ta có thể sử dụng công cụ Leo Leonardo này thì nó đang miễn phí anh chị có thể sử dụng được đương nhiên là nó cũng không phải miễn phí 100% đâu mỗi ngày thì nó đâu đó khoảng 150 Reddit ha để cho chúng ta có thể sử dụng ha với 150 Reddit này thì anh chị đâu đó cũng có thể tạo được vài hình ảnh anh chị. một hình ảnh trong đây mình nhớ không làm thì nó tốn đâu đó khoảng 6 Reddit thì phải. Ví dụ như hình ảnh thế này, anh chị sẽ thấy ha, đây là hình ảnh mà nó tạo ra cậu bé ha, bị đứt dép ha. Thì nó tạo đôi khi nó sẽ không có được logic lắm ha. Ví dụ như đôi dép đứt thì đáng lẽ là nó phải đứt cái quai này mới đúng. Còn đây thì nó bị đứt cái đế ra luôn anh chị, thì có vẻ là nó chưa hợp lý lắm ha. Anh chị có thể tạo lại, ví dụ như trên này chẳng hạn. Đấy, thì chúng ta có thể sử dụng để chúng ta tạo lại ha. Còn nếu mà anh chị có ở trong ChatGPT 4 o á thì anh chị có thể yêu cầu nó như thế này. Chỉ cần yêu cầu nó là tạo hình ảnh là cậu bé bị đứt qua dép nè thì nó sẽ tạo ra cho chúng ta nhìn khá hợp lý hơn anh chị. Những hình ảnh khác thì anh chị cũng sẽ yêu cầu nó tạo ha. Ví dụ như hình ảnh mà về chú xe ôm nè, đang giúp cậu bé bị đứt dép nè, đó. Hoặc là hình ảnh mà cậu bé đang đi trên đường nè anh chị, Đấy, thì chúng ta cứ yêu cầu ở trong chat CPT 4O thì nó sẽ tạo hình ảnh cho chúng ta thôi anh chị, rất đơn giản thôi ha. Đây là hình ảnh mà khi mà cậu bé thấy mẹ con đẩy xe bị vướng vào ổ gà nên anh chị, cậu bé sẽ chạy đến và cậu bé giúp đỡ ha. Thì cậu bé giúp đỡ đây, anh chị sẽ thấy ha. Đó là những hình ảnh anh chị, và cuối cùng thì chúng ta sẽ có hình ảnh cuối cùng là hình ảnh mà cô bé tặng cho cậu bé một ly nước mía nè, và cậu bé cầm ly nước mía trên tay anh chị những hình ảnh rất là đơn giản thôi còn nếu chúng ta muốn tạo nhiều hình ảnh hơn nữa anh chị cứ yêu cầu kịch bản dày lên nữa ha những hình ảnh chi tiết hơn nữa những kịch bản chi tiết hơn nữa thì nó sẽ tạo ra chúng ta chi tiết ha cơ bản là cách sử dụng là như vậy anh chị còn ở trong ChatGPT cpt 4 o anh chị muốn tạo bao nhiêu cũng được ha nó không có bị giới hạn bởi vì kịch bản anh chị chủ yếu là chúng ta muốn kịch bản chúng ta dài bao nhiêu thôi ha sau khi mà chúng ta đã có hình ảnh rồi thì chúng ta sẽ tạo ra video từ những hình ảnh này anh chị có thể sử dụng rất là nhiều công cụ ha với công cụ miễn phí thì anh chị có thể sử dụng công cụ là One Video anh chị, One video ha và công cụ trả phí thì anh chị có thể sử dụng Clean hoặc là Runway ha. Trong video hôm nay thì mình sẽ sử dụng Runway ha. Cách sử dụng các công cụ này thì mình cũng đã video giới thiệu ở trên channel của mình rồi anh chị, anh chị có thể xem lại video đó ha. Ví dụ trong Runway thì anh chị có thể tạo ra một video kiểu như thế này rất là đơn giản anh chị. Một video cậu bé đang đi học trên đường anh chị. Đấy anh chị có thể thấy ha hình ảnh á, chúng ta sẽ sử dụng ở trong Cline AI nè hoặc là trong Leonardo á, mà chúng ta đã tạo ra đó anh chị chúng ta sẽ sử dụng hình ảnh đó còn cái câu rơm ở đây nè anh chị câu rơm mà để chúng ta tạo ra video á, thì anh chị sử dụng ngay cái câu rơm mà chúng ta đã copy chúng ta tạo hình ảnh đó anh chị đây nè đây là những câu rơm kiểu như thế này nè anh chị cứ copy vào đây ha thì nó sẽ tạo ra chuyển động anh chị ví dụ như này là cậu bé đang đi nè hoặc là cái hình này là cậu bé đang bị đứt dép nè cậu bé chưa biết phải nhờ ai giúp đỡ nè cũng chưa biết làm sao nè cảnh này là cảnh mà chú xe ôm đến giúp cậu bé ha để anh chị sẽ thấy ha cậu bé sau khi mà nhận được sự giúp đỡ thì cảm thấy rất là vui mừng ha và đi nè sau đó thì cậu bé thấy hai mẹ con đang bị vướng cái xe ở dưới ổ gà nè chưa có đẩy lên được nữa anh chị đấy cậu bé đến và cậu bé giúp đỡ ha sau đó thì cô bé tặng cho cậu bé một cái ly nước nè để mà cảm ơn cậu bé ha anh chị đấy anh chị sẽ thấy ha và cậu bé cầm ly nước trong tay á và lúc này chúng ta sẽ kết thúc video ha đây là một kiểu để chúng ta có thể giảng dạy được và anh chị có thể sử dụng các công cụ này chúng ta làm được ha giả sử không có quay thì anh chị sẽ sử dụng one video nè one chấm video ha và anh chị sử dụng cách cũng tương tự như vậy chúng ta cũng đưa hình ảnh lên và chúng ta cũng đưa những cái phần rơm trên đây lên để chúng ta tạo ra video ha cách sử dụng one này mình cũng sẽ để với phần mô tả ha ở trong đó có một cái video mà mình đã hướng dẫn cách sử dụng one rồi ha anh chị khi mà đã tạo xong hết rồi đó, thì chúng ta cũng sẽ cần một cái phần tiếp theo đó là phần lời thoại của nhân vật anh chị anh chị có thể yêu cầu ChatGPT CPT đó là viết lời thoại của người dẫn chuyện cho video này ha ví dụ như đây chúng ta sẽ có một hai cái option ChatGPT đó nó sẽ viết ra và chúng ta có thể chọn cái option nào anh chị có thể muốn ha ví dụ như đây có một cái option như thế này là giữa một buổi trưa hè nè cậu bé tan học nè tung tăng đi trên con đường làng đầy nắng nè đấy đôi dép cũ vẫn còn theo bước em từng ngày nhưng rồi đôi dép bị đứt này giữa cái nắng em ngồi bối rối bên vệ đường chẳng hạn Thì đây là một trong những cái lời dẫn chuyện ha anh chị Anh chị có thể sử dụng lời dẫn chuyện này Còn nếu chúng ta thấy nó dài quá thì anh chị có thể sử dụng những cái lời dẫn chuyện khác chẳng hạn Với lời dẫn chuyện như này chúng ta có thể sử dụng các công cụ để chúng ta chuyển văn bản này thành lời nói ha anh chị Thì anh chị có thể sử dụng khá là nhiều công cụ ha Với tiếng Việt thì anh chị cũng có thể sử dụng VB ha anh chị Đường link mình sẽ để dưới phần mô tả ha đây là một trong những công cụ mà chúng ta có thể tạo ra từ văn bản sang lời nói Sử dụng tiếng Việt cũng khá là hay ha anh chị Ở trong đây thì sử dụng tiếng Việt rất là nhiều ha Ví dụ như giọng vùng miền nè, giọng miền Nam, miền Bắc hoặc là miền Trung đều có ha anh chị Và chúng ta có thể sử dụng được khá là nhiều thứ ha Chúng ta chỉ cần đăng nhập một tài khoản Google trong đây là được ha anh chị vào đây thì chúng ta sẽ chọn giọng nói nè Ví dụ như ở đây mình sẽ chọn một giọng nam chẳng hạn Mình sẽ bấm vào tạo mới nè chuyển văn bản này ha ở đây anh chị có thể chọn giọng nam giọng nữ hoặc là theo vòng miền ha chúng ta có thể lọc ở đây anh chị ví dụ như giọng bb nè giọng nam là chẳng hạn và giọng cơ bản hoặc là nâng cao ha tiếng việt nam thì trong đây sẽ có rất là nhiều thứ tiếng anh chị và đặc biệt trong đây cũng có bổ sung thêm tiếng việt nam cho trẻ em luôn ha anh chị chúng ta có thể sử dụng ha khá là phù hợp ha ví dụ mình sẽ sử dụng cái tiếng của hà nội nè mạnh dũng nè đây là một trong những giọng mà mình thấy cũng khá là hay ha chúng ta bắt phần nội dung vào đây anh chị có thể copy nó vào đây ha. Chúng ta có thể enter xuống từng dòng ha và copy nó vào đây. Đấy. Chúng ta có thể đưa như vậy anh chị. Sau khi đưa xong á, anh chị chỉ cần bấm vào chuyển văn bản ha thì nó sẽ tạo ra văn bản cho chúng ta và chúng ta có thể download về ha. Thì đây là một trong những công cụ chúng ta có thể sử dụng cho tiếng Việt anh chị, khá là nhiều option cho tiếng Việt. Còn nếu như anh chị muốn sử dụng các công cụ khác để chúng ta tạo ra giọng nói thì anh chị cũng có thể chọn là openai.fm nè đây cũng là một trong những công cụ chúng ta có thể chuyển giọng nói anh chị chúng ta chỉ cần pass phần nội dung vào đây anh chị chúng ta chọn phần giọng đọc ở trên đây và chọn cái phần ngôn ngữ cách đọc như thế nào á thì phần sử dụng openai.fm này như thế nào mình để dưới phần mô tả anh chị xem ha cơ bản nó cũng là một trong những công cụ để có thể chuyển những văn bản thành giọng nói ha có rất là nhiều công cụ chúng ta có thể sử dụng anh chị ở trong đây thì chúng ta chỉ cần pass vào đây và chúng ta bấm vào play ha thì nó sẽ đọc ra cho chúng ta và chúng ta có thể download về hết anh chị khá đơn giản ha sau khi mà chúng ta đã có tất cả mọi thứ rồi anh chị phần hình ảnh nó chuyển thành video xong nè hoặc là những cái phần văn bản mà chúng ta đã chuyển ra để thành giọng đọc rồi anh chị thì công việc tiếp theo rất đơn giản hay là chúng ta sẽ đưa vào trong cấp kết anh chị và chúng ta có thể edit trong cấp kết rất đơn giản ha ví dụ như đoạn nào bị lỗi thì chúng ta có thể cắt bỏ đi còn đoạn nào không có bị lỗi thì chúng ta có thể điều chỉnh lại ha và chúng ta có thể sắp xếp những đoạn video này cũng như là những cái phần âm thanh, giọng đọc phù hợp với từng cái phân cảnh đó anh chị nếu chúng ta cần cái phần subtitle như này á tức là phần chữ hiện khi mà nhận vật MC đọc anh chị thì anh chị cũng thể hiển thị từ đây ha các cách sử dụng này thì anh chị cũng có thể làm rất là đơn giản ha Ok anh chị đó là một hướng dẫn nhanh của mình về cách để chúng ta có thể tạo ra video hoạt hình chúng ta sử dụng để mà giảng dạy anh chị những dạng video như thế này thì rất là phù hợp để mà anh chị có thể sử dụng để chúng ta giảng dạy nè hoặc là chúng ta giáo dục trẻ em ha về lòng biết ơn nè về sự chân thành nè hoặc là về cách mà đối nhân xử thế hoặc là khi mà chúng ta dạy các trẻ về các kỹ năng sống anh chị thì rất là nhiều ứng dụng và rất là nhiều cách để chúng ta có thể sử dụng được miễn là chúng ta thay đổi cách nhìn nhận ha chúng ta thay đổi cách tiếp cận thì chúng ta có thể làm bài giảng của chúng ta nó sinh động hơn anh chị nó không có khô khan kiểu giống như trước anh chị hiện tại với công cụ ai thì gần như là các anh chị đều có thể tạo ra những video kiểu như thế này và các hướng dẫn như này mình đều làm rất là chi tiết ha anh chị có thể làm theo rất là dễ dàng ha để mà chúng ta có thể thay đổi cách mà chúng ta dạy học anh chị nó khác so với trước đây anh chị đó là chúng ta chỉ học theo kiểu như sách giáo khoa hoặc là chúng ta chỉ học theo kiểu là nội dung nó cứng nhắc anh chị thì bây giờ anh chị có thể tạo ra những video như thế này nó rất là trực quan ha chúng ta có thể đưa những tình huống vào đây để chúng ta dạy học anh chị một trong những cách mà chúng ta sử dụng ai thực tế nhất anh chị ok anh chị nếu mà anh chị thấy video này hay anh chị cho mình một like một subscribe nhé và nếu như anh chị muốn học sâu hơn về ai thì mình cũng có khóa e-learning dành cho anh chị ha trong khóa e-learning này anh chị mình có hướng dẫn rất là chi tiết anh chị từ số 0 luôn để anh chị có thể học AI từ số 0 đến nâng cao luôn dù là anh chị không biết tiếng Anh hoặc là chúng ta không biết về các công cụ AI trước đó thì chúng ta vẫn có thể sử dụng được ha ở đây mình sẽ hướng dẫn cho anh chị cách về hiểu về AI ha hoặc là các AI chatbot nè tức là để chúng ta viết nội dung á, hoặc là AI về hình ảnh AI về video ha phần nhạc phần âm thanh ha và kết hợp lại chúng ta tạo ra những video về giáo dục nào video sẽ kênh video về marketing anh chị rất là nhiều thứ trong đây anh chị và khi mà anh chị đồng hành cùng với mình thì anh chị sẽ xem được tất cả những nội dung này cũng như là những nội dung sắp đến mình sẽ update thêm cũng như là sự hỗ trợ từ mình ha và cộng đồng học viên khi mà anh chị có những thắc mắc nào đó trong quá trình học thì anh chị vẫn có thể inbox cho mình hoặc là anh chị có thể post bài trong group học viên ha thì mình và các anh chị học viên sẽ hỗ trợ và chúng ta sẽ cùng nhau phát triển trong công cụ chúng ta chinh phục ai để chúng ta có thể phát triển và chúng ta có thể làm cho công việc chúng ta nó dễ dàng hơn anh chị tăng hiệu suất công việc của chúng ta lên anh chị ở đây là những kết quả nè rất là nhiều dạng video chúng ta có thể làm hoặc là những hình ảnh hoặc là những bài viết anh chị ví dụ như những video về làm thương mại này hoặc là anh chị có thể sử dụng những video dạng hoặc hình này những video mà chúng ta có thể giảng dạy này hoặc là những dạng video khác để mà chúng ta có thể quảng cáo nè đấy rất là nhiều dạng dạy tiếng anh hoặc là những video chúng ta có thể sử dụng để chúng ta xây kênh anh chị tạo ra những hình ảnh về quảng cáo ha tạo ra những truyện tranh ha tất cả những nội dung trong đây tất cả những kết quả trong đây mình đều sẽ hướng dẫn rất là chi tiết từ số 0 anh chị cho tất cả anh chị học viên chúng ta có thể học và chúng ta thực hành ngay lập tức luôn ha chị chúng ta không cần phải tốn thời gian tìm hiểu và sẽ rút ngắn cái lộ trình anh chị học AI ha tiết kiệm rất là nhiều thời gian và cũng như đó là sự đúc kết của mình anh chị trong thời gian hai ba năm qua mà mình đã sử dụng AI mình đúc kết toàn bộ những nội dung và những kiến thức vào đây anh chị update liên tục và anh chị có thể sử dụng nó rất là đơn giản ha theo cái cách tiếp cận rất là đơn giản chúng ta có thể hiểu và chúng ta làm ngay lập tức anh chị nếu như anh chị quan tâm khóa e linh nè anh chị có thể tham khảo dưới đường link phần mô tả ha mình sẽ để dưới đó và hy vọng chúng ta sẽ gặp nhau trong khóa e linh này anh chị chúng ta cũng sẽ gặp lại trong các video lần tới trên nền nghe công sở bye bye anh chị